Thưa quý vị và các đồng chí, chuyển đổi số đang trở thành một xu hướng mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội và khởi nghiệp cũng không nằm ngoài xu hướng chung này. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì ngày càng có nhiều bạn trẻ mạnh dạn ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực mà mình theo đuổi ngay từ những thời điểm bắt đầu hoặc chọn chuyển hướng kinh doanh từ trực tiếp sang trực tuyến. Ứng dụng mà các nền tảng công nghệ thông tin và quá trình quản lý vận hành doanh nghiệp, song song với tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy marketing, thương mại điện tử và đặc biệt là khai thác tài nguyên bản địa, tối ưu hóa công nghệ vào sản xuất, tạo nên giá trị đột phá và thành công với ý tưởng của mình. Năm 2021 vượt qua hơn 2.000 dự án tiềm năng ứng dụng Heramo với tham vọng cách mạng hóa trải nghiệm giặt ủi, vệ sinh cho hàng triệu người thông qua áp dụng công nghệ 4.0, chiến thắng top 3 cuộc thi khởi nghiệp hàng đầu Việt Nam Startup. Startup trong ngành giặt ủi, vệ sinh lâu đời nhưng ứng dụng Heramo đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ với ban giám khảo và nhà đầu tư ngay những vòng đầu tiên. Thông qua việc ứng dụng công nghệ 4.0 mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho khách hàng. Bằng chứng chính là vị trí dẫn đầu vòng gọi vốn cộng đồng ở top 100, về thứ 3 trong sàn đầu tư ảo ở top 60 và chiến thắng top 3 trước những dự án tiềm năng trong top 10. Tưởng ban đầu là muốn xây dựng một cái ứng dụng giống như là Uber và Grab trong ngành giặt ủi vệ sinh tại Việt Nam, giúp cho khách hàng có thể đặt tất cả dịch vụ liên quan đến giặt đồ, vệ sinh và làm sạch trên một ứng dụng duy nhất kết hợp với việc giao nhận tận nơi, giúp cho giải phóng cái thời gian của khách hàng khỏi công việc giặt ủi vệ sinh hàng ngày, đem trả lại thời gian thì cho mọi người có thể gọi là tận hưởng cuộc sống của mọi người. Tâm thế luôn muốn tạo ra giá trị giải quyết những vấn đề của cộng đồng, nhóm sáng lập dự án đã quyết định hiện thực hóa ý tưởng tạo ra một ứng dụng như Uber, Grab cho dịch vụ giặt ủi. Đến nay sau hơn 5 năm hoạt động, Heramo là một trong những thương hiệu dẫn đầu ngành giặt ủi vệ sinh tại thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ hơn 60.000 khách hàng. Việc ứng dụng công nghệ và kinh doanh khởi nghiệp có khả năng tạo ra một cách mạng thực sự, đồng thời đặt ra những tiêu chuẩn mới cho những ngành dịch vụ truyền thống vốn rất là cũ kỹ. Điều này thể hiện ở các khía cạnh. Đầu tiên chính là cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Giờ đây khách hàng có thể đặt dịch vụ vô cùng tiện lợi với cách rất là chủ động. Thứ hai là giá cả các thứ vô cùng minh bạch, khách hàng dễ dàng tiếp cận được những cái ưu đãi một cách rất là công khai và minh bạch. Tự động hóa và kiểm soát quy trình giúp cho giảm thiểu hạn chế tối đa những cái sai sót, những công đoạn khi mà có con người làm việc vào. Và cái điều này khiến cho chúng ta tối ưu chi phí, đồng thời cũng làm tăng cái trải nghiệm và chất lượng sản phẩm dịch vụ đưa đến khách hàng, tăng cái sự an tâm, tin cậy của họ khi dùng dịch vụ. Việc dựa vào sức mạnh của dữ liệu thì có thể khiến cho doanh nghiệp đưa ra những cái quyết định mang tính chiến lược một cách gọi là chuẩn xác hơn, dựa vào những cái phân tích xu hướng hành vi tiêu dùng của khách hàng dựa trên cơ sở Big Data được thu thập bởi hệ thống. Từ đó, khi mà doanh nghiệp đưa ra những cái chiến lược ấy, nó sẽ một hiệu quả hơn trong cái việc liên quan đến marketing cho việc vận hành hay những cái quyết sách mới về những cái sản phẩm cần phải triển khai để thâm nhập thị phần cao hơn. Ý tưởng ban đầu của ứng dụng Heramo bắt đầu từ năm 2017 khi các thành viên trong nhóm vô tình bắt gặp một người mẹ cùng đứa con nhỏ vất vả xoay sở trước tiệm giặt xoáy, lỉnh kỉnh đồ đạc trên xe cùng bao áo quần vừa được giặt sạch. Hình ảnh ấy đã làm bùng lên trong các thành viên ý tưởng xây dựng một ứng dụng để mang đến sự tiện lợi cho mọi người khi cần giặt đồ. Theo đó, việc xây dựng hệ thống cửa hàng và ứng dụng, đội ngũ shipper giao nhận tận nơi chỉ giúp quy trình đặt dịch vụ tiện lợi hơn. Còn để giải quyết vấn đề nhầm lẫn đồ, ngay từ đầu Heramo đã đầu tư xây dựng nền tảng công nghệ giúp định danh, quản lý từng món đồ theo barcode, chụp ảnh và lưu trữ tất cả thông tin trên dữ liệu đám mây cùng hệ thống kho bãi trang bị camera giám sát. Đơn vị cũng tập trung đào tạo đội ngũ kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng xử lý luôn đạt tiêu chuẩn trước khi giao cho khách hàng. Heramo cung cấp cho chúng tôi một lượng đơn hàng là ổn định và tăng trưởng đều, đáp ứng đủ nhu cầu và doanh thu mà chúng tôi mong đợi. Đó cũng là sự đặc biệt nhất của Heramo mà khi mà hợp tác với nhau. Heramo áp dụng toàn bộ là công nghệ 4.0 vào các quy trình để theo sát và quản lý. Điều này giúp cho các quy trình diễn ra hai bên rất là chính xác và minh bạch, cũng như là diễn ra nhanh hơn, tốt hơn. Cách quản lý của Heramo rất là chuyên nghiệp, luôn quan tâm đến cái chất lượng, uy tín và để nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn. Công nghệ của Heramo 4.0 giúp giám sát các quy trình, hỗ trợ cho đối tác chính xác và nhanh chóng.
Hiện nay khi đặt các dịch vụ giặt sấy, vệ sinh giày, túi xách, vệ sinh nhà cửa như sofa, rèm, thảm, nệm, máy lạnh thông qua app Heramo hoặc đến trực tiếp cửa hàng, người dùng có thể thấy thông tin giá cả minh bạch, theo dõi hình ảnh chi tiết từng món đồ cũng như tiến độ xử lý cập nhật liên tục. Đội ngũ chăm sóc khách hàng luôn sẵn sàng tư vấn, tiếp nhận phản hồi và hỗ trợ mọi vấn đề. Không chỉ tham gia, ứng dụng Heramo cũng là một dự án tiếp cận với quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, thành công và nhanh chóng hoàn quỹ trong thời gian ngắn. Trong năm nay, công ty tập trung phát triển mạnh chuỗi cửa hàng thông qua hình thức nhượng quyền với mục tiêu tiếp cận nhiều khách hàng hơn, góp phần đẩy nhanh quá trình tăng trưởng. Việc tiếp cận nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là một cơ hội vô cùng quý giá đối với Heramo, nhất là trong giai đoạn đầu khởi nghiệp. Nguồn vốn này được Heramo dùng để đầu tư đa phần chủ yếu, thứ nhất là vào hệ thống công nghệ 4.0 để tăng cái trải nghiệm dịch vụ và mang đến một trải nghiệm cao cấp hơn dành cho khách hàng của Heramo. Thứ hai là đầu tư vào hệ thống kho bãi chuyên nghiệp, quy trình giao đồ, kiểm soát chất lượng đầu ra đầu vô của từng món đồ, giúp cho khi khách hàng đặt dịch vụ của Heramo có thể nhận được chất lượng dịch vụ tốt nhất, gia tăng sự tin tưởng và an tâm đối với khách hàng. Việc tham gia cuộc và chiến thắng top 3 của cuộc thi Startup World 2021 là một cơ hội tuyệt vời để Heramo cọ sát cũng như được ban giám khảo chỉ ra những tiềm năng cũng như là những điểm còn cần cải thiện trong tương lai của mô hình kinh doanh Heramo, đồng thời là một cơ hội mở ra một cơ hội cực lớn cho Heramo trong quá trình là mở rộng network kinh đến với cộng đồng khởi nghiệp trẻ tại Việt Nam. Phân bổ ngân sách phù hợp cho các kênh tương tác trên Internet, đầu tư nhiều vào phát triển thương hiệu thay vì tập trung toàn bộ chi phí vận hành đội ngũ nhân viên kinh doanh quá hùng hậu, tìm chuyên gia cố vấn để biết cách nắm bắt thị trường trước khi tung ra các chương trình kích cầu trên nền tảng số. Triển khai các giải pháp thông minh, tiếp thị đúng hướng, tạo ra chiến dịch thu hút là cách để khách hàng đến với các dự án khởi nghiệp trên nền tảng công nghệ số. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho 3.000 doanh nghiệp, ươm tạo phát triển 1.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ phát triển 100 doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn đầu tư mạo hiểm. Với sự đồng hành của tổ chức đoàn như hỗ trợ vốn, giới thiệu các nguồn quỹ, kết nối và sáng lập các hệ sinh thái khởi nghiệp phù hợp với các dự án khởi nghiệp để kích thích sự sáng tạo của những nhà khởi nghiệp trẻ tuổi, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, đầu tư, thành phố sẽ sớm có thêm nhiều dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do thanh niên làm chủ.